Xin chào anh em quay lại kênh Phương Bình Tốc Độ Miền Tây. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu anh em là một bình xăng Cano 85. Đây, tình trạng mới như anh em tự đánh giá à, thì mình không có nói nữa. Thì để mình quay tổng quát cho anh em coi. Thì anh em mà coi nè, cái bình xăng thì nó nhỏ hơn cái lồng người ta bao nhiêu lắm. Tại mình quay gần hết chứ, mình tăng nổ người ta bao nhiêu. Thì cái bình xăng này được cái bấm ga là 36 ly. Đây, 36 ly. Đó. Và tông xăng giữa là rơi vào 30-32 ly. Đây, tông xăng giữa đây này, cộng giữa này để lấy xăng đây. Thì anh em mà về muốn đổ thêm phải vớt, vớt nó ra 36. Còn ngoài này thì anh em trì em vớt ở 40 hay 42 thoải mái ha, không sao. Cái đó khi anh em muốn mà độ bình xăng mình lên đây 36 ly, trạng ok đẹp anh em. Thì bình xăng này anh em muốn dọn lại để gắn kim luồng thì bên mình sẽ nhận và làm thẳng cái co ra cho anh em luôn. Thì nhu cầu anh em muốn coi như nhôm hay là coi inox, rồi coi nhôm lấy hơi hay là coi inox lấy hơi thì cứ nói cho mình thì mình sẽ làm yêu cầu của anh em hết. À, đây. Điểm đặc trưng của đồng 85 36 ly. Cái kim gió đây. Đa số coi inox. Cái đẹp. Đồng tiền nữa. Thì với sản phẩm 38 này, 36 ly này của thằng 85 thì bên đó thì mình cũng có nói với anh em đợt trước thì một cái bình xăng 38 ly đây phù hợp cho anh em chạy từ các dòng từ 13 độ trở lên nha anh em, chỉ ưu tiên 13 độ tại vì cái ống nó hơi thông hơn là thằng 36 nhiều và nó có thêm cái ống 6 để lấy gió nữa, thêm cái bát phụ để nó đề ba hay là hậu thì cái bát này nó phun ra rất là mịn nha anh em, nó phun phụ với cái bát này rất là mịn. Thì cái đùm này là mình cứ gửi dầu đó nên anh em thấy chỗ này nó còn hơi cái màn đó. Rất là mịn, nó giúp cho anh em đề ba rất là tốt, từ đề ba đến hậu rút rất là nhanh cái máy. Nếu mà anh em trải để nghiệm một cái bình xăng bông mai, ví dụ như bông mai là đã nhiều ha, thì cái thằng này nó cho cái gia tốc đề rất là hổn. Hổn ở đây là kiểu như là nó cho cảm giác rất là mượt mà từ hậu đến từ đề đến hậu đó, không có bị ga chờ, không ga chờ như bông mai. Anh em nẹt rất là lanh, thì mình có làm mấy cái video test trên mấy con 13 độ lồng 90-92 đó, anh em có thể xem ở cái video mình đã đăng. Thì rất là lanh, anh em nạt rất là lanh, chỉ cần như đây thôi là anh em thấy cảm giác nó máy nó đóng rồi, đóng rất là nhiều. Cái đùm 38 ly thì ở mấy cái video trước thì mình đã giới thiệu cái bình xăng 38 ly này rồi, thì nó sẽ phù hợp cho các dòng như là 4 thì mình, như ví dụ như là 13 mình 13 tầm cam xăng nắp hay là full bài 13 hay là lòng 90-92 ly đó, thì em này cho nước đề với hậu rất hổn, cực kỳ rút, rút hơn bông mai hay là cái mấy cái đùm phổ thông anh em chơi rất là nhiều. Vì thứ nhất á, cái ống bếp phụ này nó sẽ hỗ trợ cho cái máy mình từ nước đề lẫn nước hậu, nó phun rất là mịn, nó phun sương rất là mịn chứ không phải là nhiễu giọt hay là xối vô, nó phun sương rất là mịn, nó phun xối lên nè. Đây, tại cái gió mình nó đi vô á thì nó phun xối ngược vô nè, phun rất là mịn, nó phun phụ với cái bát chính này nè. Với thứ hai này cái đùm này rất là lanh, anh em nạt rất là lanh, lanh hơn đùm bông mai hay bất cứ gai dẹp nào, cực kỳ. Bàn cãi đùm cano đó giờ thì anh em nào chơi với đùm cano biết đó, đùm cano rất là lanh, kể cả 38 này hay là cái đùm 36 cano này cũng vậy, tất cả đùm cano thì rất là lanh, ga đầu rất là lanh, nên là cái nước đề nó rất là rút hơn rất là nhiều so với cái đùm cây dẹp đó. Em hiểu quan sát
Đây để mình cho anh em xem lại lần nữa. Thì anh em là có nhu cầu muốn chế kim luồn hay là làm bát nhôm, bát inox, lấy xăng, lấy gió gì đó thì cứ nói mình, thì mình sẽ làm yêu cầu của anh em. Và mình mấy cái đồng này thì mình sẽ ưu tiên làm cho các dòng máy như là hai thì, độ, zin chạy vẫn được, nhưng mà nếu mà đã chơi cái đồng này thì nên làm cái máy thêm một xíu. À, thì 13 thì mình đi 13 cam đùng nắp, hay là full bài 13, hay là lòng 90, 92 ly, 94 ly. Đó. Anh em chạy đùng này rất là ngon. Thì anh em nhiều anh em chạy ngon ở đây như thế nào? Nhất là trải nghiệm nó ngon. Nó ngon về mặt tinh thần, chứ không phải là ngon về cái miệng. À, nên anh em đừng có bắt bẻ mình, ví dụ rồi cái đùng có ăn được đâu mà ngon. Thì nó ngon về mặt tinh thần. Nó là món ăn tinh thần cho anh em trải nghiệm, anh em thấy vui thì anh em thấy ngon thôi. Đây. Thì mình có tháo hai cái bình ra, thì mình cũng nói sơ lược về cái bình xăng Cano. Thì đây là một là cái bình 38 họng suông để chạy cho các dòng máy lớn, ví dụ như là 13 độ như nãy mình nói rồi, với hai thì độ này kia. Đây suông mình muốn chạy gì cũng để gì cũng được, hay là mình móc sơ cũng được, còn không á anh em chạy cho cái dòng phổ thông máy nhỏ như là 60.5 hay là 13 cam nắp, cam nắp hay bài đi xe đi làm ăn á, muốn tiết kiệm xăng á thì anh em chạy đồng này rất là ngon. Đồng tiền này vẫn là đồng tiền 38 ly. Vẫn đồng tiền 38 ly. Nhưng mà cái họng giữa của nó thì sẽ là họng nhỏ lại xíu. Đây. Sẽ họng nhỏ lại xíu. Họng gì họng chắc còn khoảng 30 thôi. Theo mình nghĩ thì nó còn tầm khoảng 30 thôi. 30 hoặc là 28 ly. 30 ly. Cái đùm xăng này thích hợp cho anh em chạy 13 cam đùm nắp. À, để mà anh em đi xì cá hay đi xa thì sẽ ít ăn xăng hơn một xíu, với hai nó cũng nhạy hơn. À, đồng tiền nó sao 38. Khi nào mà anh em muốn độ thì anh em vớt này ra, vớt này gọn ra, còn anh em muốn chạy gì để gì nít ăn xăng hơn một xíu. Đây nó vẫn có bếp phụ như thằng 38 họng suông. Họng suông đây là họng sẽ bự hơn, dành cho các máy độ nặng hơn. Đó. Thằng này chạy nếu mà chạy hai thì này sẽ ưu tiên hơn, còn này chạy 4 thì mình ưu tiên thằng này hơn. Đó. Vẫn đồng tiền 38 giống như nhau hết. Và cái việc mà chế kim luồn của nó thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó. Thì bên mình sẽ chế kim luồn cho... thì bên mình sẽ chế kim luồn ra. Đây. Thì bên mình sẽ chế kim luồn. Đây là cái bét của nó nè. Khúc này sẽ bị trắng lại bởi cái dầm gon này nè. Đây nè. Đó. Đây thì đây lấy xăng đây. Chứ không phải là lấy như thằng Cano 36 ly. Đây, sẽ lấy cho anh em coi. Bét xăng chính của thằng Cano 36 ly đây. Chỉ một bét nhất này. Thì đồng nghĩa cái bình xăng này á, anh em muốn gắn kịp luồn á, thì anh em phải một á là anh em đắp nhôm cho nó dày mặt lại lên rồi mình gia công lại mình dặn kịp luồn. Còn thằng này chỉ dặn ốc này ra rồi mình dặn cái kim luồn vô. Thứ hai là kim luồn phải dài nha anh em, tại ốc nó tới đây thì kim luồn phải tới đây rồi. Kim luồn phải dài xíu, thằng này thì nó tiện hơn một xíu. Thì anh em có nhu cầu á xin liên hệ 0944133583, và số Zalo cũng là số này 0944133583 ha. Chúc anh em một ngày tốt lành.